tranh thủ nước trên sông Hồng xuống tới mức báo động số 1, các xã bị ảnh hưởng của thành phố Hưng Yên tiếp tục tổ chức các hoạt động bơm cạn nước cho diện tích cây ăn quả còn ngập nước và vệ sinh trường lớp, đảm bảo cho học sinh đi học vào thứ Hai, ngày 16 tháng 9 tuần tới. Tôi rất phấn khởi được dọn dẹp cùng các thầy giáo, cô giáo để các con vào học đúng theo kế hoạch. Thứ nhất là chúng em đã xây dựng kế hoạch là tổng vệ sinh toàn bộ tổng 1, lợi dụng cái sức nước, công tác vệ sinh rất là nhanh chóng, thực hiện là mở hết tất cả các phòng học, đồng thời là bật các quạt gió để cho phòng học khô và thoáng mát. Đến ngày hôm nay thì khi mà nước lại rút tiếp tục thì chúng em đã huy động các bậc phụ huynh ở gần và toàn bộ 100% cán bộ giáo viên nhà trường để tổng vệ sinh sân trường. Đến giờ này là nhìn thấy quang cảnh trường rất là sạch, phun thuốc khử trùng vào sáng mai, sáng thứ Hai đi học có thể đảm bảo được sức khỏe cho các con. Bên cạnh đó, việc bơm rút nước trên các sông trục trên địa bàn thành phố Hưng Yên vẫn đang được kiểm tra đôn đốc nhằm cứu diện tích cây ăn quả vẫn còn ngập nước. Ủy ban dân thành phố đang chỉ đạo tích cực các cái lực lượng tháo gạn nước ở những nơi có thể và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, mở các cửa cống thoát ra sông Hồng, rồi bơm động lực của sĩ nghiệp khai thác công trình thủy lợi thành phố, cũng như là chỉ đạo các lực lượng tại chỗ của các xã, phường có diện tích ngập úng để triển khai các biện pháp tháo nước, gạn nước nhanh nhất có thể. Cùng với đó, hạ tầng điện năng và trụ sở làm việc của Ủy ban Nhân dân 4 xã ngoài đê vùng ngập lụt của thành phố Hưng Yên vẫn đang tiếp tục được thực hiện với phương châm nước rút đến đâu triển khai vệ sinh, thau rửa và phun thuốc tiêu độc khử trùng đến đó nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường.